Khớp gối là một trong những khớp quan trọng nhất và lớn nhất của cơ thể, đóng vai trò thiết yếu trong việc chuyển động và nâng đỡ cơ thể. Khớp gối hoạt động nhờ sự phối hợp của hệ thống gân, cơ, dây chằng, sụn khớp và bao khớp phức tạp. Bởi vậy, đây cũng là bộ phận dễ bị chấn thương và cần lưu ý bảo vệ. Đau đầu gối là tình trạng phổ biến mà nhiều người gặp phải, phản ánh tổn thương ở trong và xung quanh khớp gối, từ các mô mềm, gân, sụn, dây chằng và túi hoạt dịch do chấn thương, vận động quá mức hoặc nhiễm trùng. Tuy nhiên, ngoài các nguyên nhân kể trên, các cơn đau khớp gối còn là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm về xương khớp khác cần điều trị kịp thời. Thứ nhất, thoái hóa khớp gối. Đau đầu gối có thể là triệu chứng ban đầu của bệnh thoái hóa khớp gối. Đây là tình trạng tổn thương sụn, đĩa đệm giữa hai xương đầu gối do quá trình lão hóa xương khớp gây ra. Khi bị thoái hóa, các xương ở đầu gối cọ sát vào nhau gây đau nhức, sưng và cứng khớp. Do đó, người bệnh cử động khớp gối còn có thể nghe thấy tiếng kêu lạo xạo. Thoái hóa khớp trước đây chỉ ghi nhận ở độ tuổi trên 50, nhưng những năm gần đây, bệnh lý này xuất hiện ở nhiều người trẻ dưới 40 tuổi. Lối sống thiếu khoa học, lười vận động chính là nguyên nhân đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp ở người trẻ. Thứ hai, viêm khớp dạng thấp. Người bị viêm đa khớp dạng thấp thường có các biểu hiện cứng khớp vào buổi sáng, sưng, nóng đỏ, đau ở các khớp. Đặc biệt, dấu hiệu sưng, đau thường có tính đối xứng ở bàn tay, bàn chân, khớp gối và khuỷu tay. Cơn đau tăng lên khi vận động mạnh như chơi thể thao, lên xuống cầu thang hay thời tiết thay đổi. Thứ ba, tràn dịch khớp gối. Đau đầu gối còn là triệu chứng ban đầu cảnh báo bệnh tràn dịch khớp gối. Đây là tình trạng lượng dịch khớp dư thừa và tràn ra ngoài ổ khớp gây viêm, sưng ở một bên đầu gối. Nếu không điều trị sớm, có thể dẫn tới hiện tượng teo cơ, thậm chí mất đi khả năng vận động. Thứ tư, khô khớp. Tự nhiên đau đầu gối mà không phải do chấn thương hay vận động mạnh, có thể là dấu hiệu của khô khớp. Đây là tình trạng giảm tiết dịch khớp gối, khiến cho khớp không được bôi trơn, làm cho người bệnh khó co duỗi. Khi co duỗi hay đứng lên, ngồi xuống, người bệnh sẽ cảm nhận rõ cơn đau. Bệnh lý này thường đi kèm với thoái hóa khớp gối. Thứ năm, bệnh gút. Gút là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa axit uric trong cơ thể gây nên, do tinh thể muối urat lắng đọng tại khớp, gây đau dữ dội. Ngoài vị trí đặc trưng là ngón chân cái, bệnh có thể gây đau ở khớp gối. Ngoài ra, một số trường hợp do hạt tô phi ở khu vực khớp gối chèn ép lên dây thần kinh cảm giác và gây đau. Thứ sáu, viêm bao hoạt dịch. Bao hoạt dịch là lớp chất lỏng đệm giữa xương và các bộ phận xung quanh như cơ bắp và gân, giúp cho các hoạt động được dễ dàng hơn. Khi bộ phận này bị tổn thương, sẽ có biểu hiện sưng đỏ, gây ra các cơn đau nhức và cứng khớp đầu gối khi vận động. Thứ bảy, viêm gân xương bánh chè. Viêm gân ở khớp gối thường gặp ở gân bánh chè. Viêm gân xương bánh chè là tình trạng gân xương bánh chè bị sưng tấy và đau do viêm nhiễm. Các cơn đau do viêm gân bánh chè gây ra thường âm ỉ, đau tăng lên khi vận động như leo cầu thang, ngồi xổm hoặc chạy. Cuối cùng, bệnh Osgood Slatter. Trường hợp trẻ em tuổi dậy thì bị đau đầu gối mà không rõ nguyên nhân, có thể là dấu hiệu của bệnh Osgood Slatter hay còn gọi là viêm dây chằng ở xương chày. Đây là một tổn thương thường gặp ở tuổi thiếu niên chuyển sang giai đoạn dậy thì. Ở giai đoạn này, hệ xương phát triển chưa ổn định, nên khi trẻ tham gia các hoạt động thể thao với cường độ mạnh và liên tục sẽ rất dễ bị tổn thương và gây đau khớp đầu gối. Mọi trường hợp đau đầu gối dù là bị tổn thương vì lý do gì cũng cần được thăm khám sớm, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nếu chậm trễ có thể dẫn đến hoại tử đầu gối, tàn phế hoặc khó điều trị. Ai cũng có khả năng gặp phải tình trạng này, đặc biệt với những người thừa cân, béo phì, người có tiền sử bị chấn thương đầu gối hoặc những người thường xuyên phải vận động mạnh, tạo áp lực lên đầu gối như nông dân, thợ xây, vận động viên bóng rổ.